Dạ. Dạ, ban giám khảo. Tôi chính là nhà sản xuất cây cao Entertainment. Chị định mời em về làm ca sĩ độc quyền cho công ty của chị. Em dạ đồng ý. Dạ, em xin tự giới thiệu với chị. Em là quản lý của anh Tài. Dạ, em xin giới thiệu với chị. Dạ, nhà em bán vàng. Dạ chị, về cái vấn đề mà ca sĩ độc quyền đó chị, là chừng nào mình ký hợp đồng, là chừng nào mình bắt đầu vậy chị? Đây là logo của công ty chị. Dạ. Còn đây là card visit của công ty chị, có địa chỉ với số điện thoại. Ngày mai mình lên công ty mình ký hợp đồng luôn nha. Chị gấp lắm rồi. Dạ.